đất. Đó. Nhất. À, ông trời ơi. Quá đặc. Rồi, các bạn và mọi người xem nha. Rồi, bây giờ cái chiếc DC-70 đang bị lầy các bạn ơi, lầy dẻo rồi. Chắc chạy vòng đó, tính chạy vòng đó. Rồi bây giờ chiếc máy kéo đang chuẩn bị chạy vô để tiếp kéo cái chiếc máy cắt lên nè các bạn. Ác thiệt chứ, lên trên máy ngồi không nghe nữa. Bởi vậy canh 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 nó dòm dòm mắt á. Bờ. Mất tiêu máy luôn. Đó, bây giờ không có đường kéo, bây giờ phải cắt cái lúa các bạn. Cắt lúa với đào cái đường mương các bạn ơi. Cho máy kéo qua các bạn. Sâu vậy đó hả trời. Quá sâu cái mương, tính bò máy kéo bò qua mương luôn mà sâu quá các bạn, gắt à. Quá wow, các bạn có chuyện lạ luôn nè các bạn, tài xế ra quần luôn các bạn. Trời ơi, tài xế ra quần luôn nè. Ghê không? Trời ơi, trời. Phóng một cái nó lúng cái hịch các bạn ơi. Rồi chiếc máy kéo đang đang bò vô để kéo lúa, kéo cái máy cắt lên nè các bạn. Mới có thả giạc lại vòng đầu các bạn ơi, để máy kéo chạy vô nó cũng hơi khó các bạn. Xích lại đây nè, anh gọi nè. Kêu ông xích lại đây nè, quay.
hết ga qua luôn. Nó nặng đầu. Rồi dắt lúa dằn lên cho nó nặng cái đít các bạn ơi, để ve là nó nhổng cái đít không. Sưng mà lúng gì nè. Tí nữa. Uống gì giống máu quá trời. Đêm này con Năm. Mới kéo uống uống máu không các bạn ơi, ghê quá. Thấy ông nút lên đỏ đỏ quét ha. Máu giờ này mình thiếu máu rồi. Rồi lại kêu ông chú ruộng không kêu. Rồi này cái lúa gì đâu? Hả? Cái lúa gì đâu? Bển hả? Bển đường nào? Hả? Kéo đường nào? Kéo đường nào qua? Thì đường nào qua bên đó thì bên đó đi chạy thẳng xuống cái chị, đường nào qua bên cái bờ bên kia đó, cái bờ đông gom này đó hả? Ừ, đó rồi đi không, cây nghe nói cây không à, lúng chút nữa tôi ông móc nghe, tôi không có móc nghe nói trước đó à. Rồi tôi làm này mà anh chết mà móc ai mà móc nổi. Cây dưới rồi, sắp lớp chứ, cây. Ta làm cái cầu giả tạo cho tao đi. Rồi, thiết khoát. Rồi bắt đầu kéo bạn ơi. Coi lên không nha. Dữ lắm, nặng á. Quá sầu. Rồi. Đúng rồi, thúc thúc gần lại giật đi. Nó cắm quá nặng luôn các bạn ơi. Nó bị hụt luôn cái mương nè, lên đó là cái gò đó các bạn. Chỗ tài xế đứng ở cái gò. Rồi qua trước cái hàm là cái gò. Nó hụt cái chân chính giữa vậy đó. Cái hàm ngập lúc luôn các bạn ơi. Trời ơi. Rồi giật cái này lên coi. Ngập lúc luôn. Lúc luôn các bạn ơi. Cái
tới cả lung cung luôn. Cắt bớt quá lúa ông để đủ vỏ. Cho tới được nha. Vậy. Cái làm gì? Cái này bự ra lót cây động vô được không? Vì nó đang cắm cái đầu nó nặng. Có liền luôn ha. Ông quay vậy là ông được nhiêu tiền? Hỏi thiệt đó. Có nhiêu đâu? Được 100 triệu không? Tới giờ ông vô giữ xe ông đi ông nội không? Để chứ hắn rồi mất tiêu đó. Đây giờ em thấy mà. Coi đâu. Đông đông sưng mà đó, còn vụ ba nữa hả? Mấy anh em đi cắt lúa cũng mấy lầy rồi livestream luôn. Chia sẻ cho các bạn mọi người thấy kìa. Rồi bây giờ anh em tăng cường móc sình lên các bạn ơi, mới kéo lên nổi chứ giờ. Kéo thử mà kéo không trôi rồi các bạn. Thịnh có đây không? Tìm nó giờ mua 5 cây thì thêm em nghe. Các bạn thấy không? Anh ảnh làm nghề mấy cắt đó mà ảnh cũng đang livestream đó kìa. Đúng rồi, bồi dưỡng cho mấy anh em kìa. Ở nhà bà già cho bóng coi không biết. Coi này quá cười. Chết mấy tôi luôn rồi. Chết mấy tôi à. Cái này phải được kéo tới ha. Cái tên, rồi, 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 rồi. Rồi, rồi. Sao rồi sao? Yeah.